quán cà phê. Cái gì? Kem. Sữa tươi trân châu cái gì đó. Sữa tươi trân châu gì vậy? Rồi cái đó. Cái nó mập lắm hả? Sữa tươi trân châu, bánh lăng. Chơi mày luôn. Đang order lên lầu ngồi nha các bạn. Đây trân châu các bạn ơi. Ôi mập trân châu. Trời ơi tuyệt vời. Trân châu, sữa trân châu bánh lăng gì á, cái nãy cái món này các bạn. Bạn ơi, cá đớp nữa trời ơi. Chứ nó mới nói cá gì? Nói chặt mày là cá đớp đây cô. Cá bớp mà mày nói là cá đớp. Mình đi lại cơm niêu nè. Hôm nay mình đi ăn cơm niêu ở Vũng Tàu nha các bạn. Ở đây thì có món niêu Trần Đạo ở Vũng Tàu nha các bạn. Vậy đem ra, mình chưa có đem chén dĩa rồi đang ngồi chờ giờ nhảm tí xíu nha. Ok, vậy đi. Ủa còn chưa có chén dĩa nè. Nè. Cá kho tổ canh chua nha các bạn. Canh dứa nè. Đưa các bạn nè. Cơm nói cho khách nha. Ủa, quên không có cơm nữa. Đói bụng tí. Giờ mới bánh nè bà ơi. Nè, bánh niêu. Cơm ra cá nữa. Ồ đây đó, cái này là mình cơm niêu đây. Cơm niêu nè các bạn. Đây là cơm niêu nóng hổi luôn. Lấy lửa mình múc hả? Tới đây. Này cá điếu chân gần chấm mắm me. Cá điếu. Cái này nó bậy. Nó mắm me đâu? Dạ mắm me. Mắm me đây cô. Cái này mắm me. Mắm me rồi. Này cảm ơn con nha. Rồi cá điếu cái ghê. Chứ trời của mình nữa, mình mệt quá mày ơi. Để tao coi lại kia mình đã sửa nè. Tự nhiên đặt cho món cá điếu bây giờ rồi. Ngon mày. Cá đuối chấm mắm me rất ngon các bạn. Đối với tôi nha. Có ai cũng biết. Nói cái chữ nữa. Có lấy không? Có rồi. Có rồi. Ơ mày màu. Bé ơi. Cái quán này là đặc sản là người ta tự làm lắm lên. Từ pha chế tự rồi. Cho khăn. Chưa nóng nữa. Rau luộc chấm mắm niêu. Có đuối chiên giòn chấm mắm me. Mắm me này. Ngon hả? Mình ăn nói của ông nhậu, mình ăn cơm cũng được mà không nhậu đó. Chấm mi nữa là cũng ngon hết. Rau luộc chấm mắm niêu. Rau như 2-3 loại vậy. Đúng rồi, tao nói cái nó cẩm rồi. Mấy loại rau luôn các bạn ơi. Hả? Dạ 388. 388. Dạ 388. Rồi đưa 500 cho con ra tiền xe vịt luôn, tiền phục vụ luôn được không? Là đưa 500 luôn được không? Vui không? Nói cái này là đưa cho con phục vụ rất là tốt, đưa 500 luôn đi. Khỏi thối nha, còn dư là con lấy nha. Rồi bắt tay cái là mới như vậy nha. Rồi con. Rồi đi uống tàu mặt mày đen như thuốc trỏ. Anh ơi đồ ăn rất là ngon miệng nha. À, tại tôi ở thành phố xuống đây bạn nó dẫn nói là cái chỗ này ấy nè, đây là ông chủ muốn ăn rất là nguyện mà giá cả cũng phải chăng, ở một cái khu du lịch thì cũng được. Rồi cảm ơn nhanh. Đây 24 trận đạo. Ông quảng cáo cái bán ổng 24 trận đạo cái bạc đây. Đây là hồi nãy tôi vô có quay rồi. À, tại vì ăn ngon thì quảng cáo ăn ngon thì nói không ngon. Ừ, nhưng mà là ngon. Sao? Rồi. Giờ này 7 giờ tối nè các bạn ơi, mà khách du lịch còn tắm còn lại là tắm biển Vũng Tàu nha các bạn. Dễ sợ chưa? À. Đây xe rác. À đúng rồi. Giờ nào lên tắm nó ngọt lại, hiện tại giờ có chỗ tắm nó ngọt lại nha các bạn. Để nó coi tôi à, 7 giờ tối mà giờ bố còn tắm biển các bạn ơi. Tôi buồn ấy cái khăn tôi xuống mà tôi không xuống lội, tôi dần tôi chơi. Hồi ơi coi kìa, tắm biển các bạn. Giờ còn đây là cái ở trên bờ đó, đây là phố Nhân Tàu 7 giờ đêm nha các bạn. Tôi cầm cái khăn nhưng mà tôi không xuống cái loại, không xuống. Đây là đây. Người ta có xa trời ơi, nước ngọt quá trời luôn, đâu phải một cây đâu, rất là nhiều cây nước ngọt, tắm lại nước ngọt nha các bạn nè, tắm lại nước ngọt. Đấy khăn mà tôi không dám lội xuống, tôi đang lại khăn tôi lội rồi nè. Đấy là để đi vòng chơi thôi đó. Trời ơi không thua gì thành phố Hồ Chí Minh các bạn ơi, đấy không thua gì thành phố Hồ Chí Minh. Đói ăn mà không dám xuống tắm, nó đúng là không phải lạnh nhưng mà gió, hơi bị gió chứ là thôi. Giờ này tắm làm gì nữa, chỉ chủ yếu mình đi vui thôi. Bạn nào có rảnh thì coi chơi vui nha, không có gì thôi. Ôi biển kìa, biển nó sóng đánh kìa. Đây, trời ơi. Đây, cậu mướn bánh xi nha. Đây các bạn. Đó, xa là có cây nước ngọt, hình như cả này có chục cây các bạn nè. À, lên có tấm nước ngọt lại luôn. Nước ngọt có cầu tiêu ở ngoài đây luôn nha các bạn. Nè, đổ nước ngọt nè. Đó. Mình đang đi vô công viên ở ha. Ở Vũng Tàu nha các bạn. Ồ đây cũng có con rồng kìa. Công viên ở Vũng Tàu nha các bạn. Mình đi từ ở biển mình đi lên công viên luôn. Rồng đẹp hơn Sài Gòn luôn kìa. Cũng đẹp. Ồ rồng nha đó. Đang đứng ở công viên. Có cái thang này chẳng qua là mình đi xuống biển tắm mà không đi. Các bạn, cây màu xanh rất là đẹp Vũng Tàu đó các bạn ơi. Người ta qua trời quá đẹp. Mình đi từ biển lên là mình quay luôn đó các bạn ơi. Mình đi từ biển mình quay luôn. Dễ sợ đẹp. Rất là cái cây xanh này các bạn. Cây xanh này. Đẹp quá, đẹp luôn. Gió mát nữa.